Bà có tin nhắn nè. Hiền ơi, anh đã nhắn tin cho em rất nhiều lần mà sao em không trả lời anh? Em đúng là một con người ích kỷ nhỏ mọn. Bà này. Ai vậy? Ai vậy? Thì có gì đâu, người yêu cũ của tôi thôi, nhưng mà chia tay rồi. Người yêu cũ của bà hả? Cứ suốt ngày nhắn tin gọi điện làm phiền hoài, bực chết luôn Mà tự nhiên sao hai người chia tay vậy? à. Sao mà không chia tay được? Nghĩ sao đàn ông con trai vậy, suốt ngày cứ lấy tiền tôi đi cờ bạc rượu chè không à. Đàn ông gì mà ghê quá vậy? Tôi tưởng cái lão Phúc nhà tôi đã là ghê lắm rồi, ai ngờ còn có một người ghê rợn hơn như vậy nữa hả? Chắc bây giờ bà bán căn nhà rồi chia đôi tài sản đó. Sao phải chia đôi? Thì pháp luật nó quy định như vậy, vợ chồng cái gì á phải chia đôi tài sản. Nhưng mà mẹ nghe ba con nói á, là cái vụ kiện này á, con mà kiện thì con chắc chắn con thắng. Nếu mà mình thắng, mình sẽ được hưởng ngôi nhà nè, được quyền nuôi con nữa nè. Rồi mẹ sẽ nhờ ba con tìm luật sư giỏi cho con. Thôi chuyện này mẹ đừng nói với ba. Ủa ba con hỏi rồi sao? Thì mẹ nói là mọi chuyện ổn thỏa rồi nhá. Mà con đi làm nữa. Rồi bộ người cao con ăn nổi. Đi trời ơi, ăn mới có sức dạy con. Con trẻ do mẹ nấu hơi ngon quá. Dạ, để chiều mẹ nấu con ăn nữa nha. Dạ, đi nha. Ê, ê, con biết ráng ăn hết đi nè, Phúc ơi. Hãy miệng ra, hãy miệng. Đi nha. Mẹ quá đẹp cho con nha. Thôi khỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ xuống đây nhanh đi mẹ. Mẹ nghe rồi. Ê, Hạnh, 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 đừng để bên đó, để bên đây nè con. Để bên đây mới đẹp nè. Anh, cái máy chụp hình để đâu rồi? Máy chụp hình để trong cái bàn trang điểm như cái hộp màu xanh á. Để lên, để lên con, để lên. Ủa, sao tường để đây? Để bên kia kìa mới đẹp. Mẹ biểu nó để đây. Không phải là bên kia đẹp hơn. Anh, với lại mai mốt á, đồ đạc để ở đâu nhớ báo em tiếng hay chưa? Để tùm lum tùm la, tới hồi kiếm không có. Lỡ không có máy chụp hình rồi mai đi chơi sao chụp? Ủa, mình mai hai vợ chồng đi chơi hả? Dạ. Có hai chồng thôi hả? Có ba mẹ nữa mà. Ủa sao mẹ đâu biết gì đâu? Bà không nói mẹ nghe hả? Ông có nói tiếng nào đâu. Cái gì kỳ vậy? Alo. Sao cái vụ đi chơi ông không cho tôi biết gì hết trơn vậy? Tôi giờ biết rồi đó. Ai cũng biết, mình tôi không biết là sao? Thì coi giờ tôi nói rồi vậy. Ừ, đi chơi hai ngày, tôi đem sáu đồ được không? Dạ. Ông này, ta nói chuyện tự nhiên cắt ngang. Được đi chơi rồi, sao? Sao vui vẻ? Và con tim đã vui trở lại, và tình yêu đã vui trở lại. Hạnh ơi, Hạnh à. Con đây nè. Nè Hạnh. Dạ. Ngày mai đi chơi có bốn người thôi hả? Có bốn người thôi. Hùng Bo để cho Phúc nó canh đi. Hai ngày cuối tuần mẹ đừng có lo. Vậy hả? Dạ. Ủa, sao cái này để bên đây? Mẹ biểu con để bên kia mà. Để bên này cũng đẹp mà. Đem qua kia để cho mẹ. Vợ con nói để bên này đẹp hơn. Tối ngày cứ vợ vợ không à. Để bên nào không được. Trời ơi, để bên đây thì khuyết bên kia, để bên kia thì khuyết bên đây. Thôi để bên đây nha. Để ra mẹ. Ơi, không biết nó là con ai à. Tôi đẻ ra nó hay là vợ nó đẻ. Mà tối ngày nghe lời vợ chứ không nghe lời mẹ là sao? Ý, mà đi chơi gọi điện quen chị Bảy. Alo, chị Bảy hả? Dạ, chị biết không? Mai em được đi chơi rồi nè. Kỷ niệm ngày cưới của em với ổng á. Dạ, lâu lắm em đâu có được đi chơi chị. Trời ơi, nói thiệt em đi chơi, em chơi cho đã luôn á. Vũ Hiền ơi, bà có tin nhắn nè. Hiền ơi, anh đã nhắn tin cho em rất nhiều lần mà sao em không trả lời anh? Em đúng là một con người ích kỷ nhỏ mọn. Ghê vậy. Bà này. Ai vậy? Thì
Có gì đâu, người yêu cũ của tôi thôi. Nhưng mà chia tay rồi. Người yêu cũ của bà hả? Ờ, cứ suốt ngày nhắn tin gọi điện làm phiền hoài, bực chết luôn à. Mà tự nhiên sao hai người chia tay vậy? Sao mà không chia tay được? Nghĩ sao đàn ông con trai vậy, suốt ngày cứ lấy tiền tôi, đi cờ bạc rượu chè không à. Trời, đàn ông gì mà ghê quá vậy? Tôi tưởng cái lão Phúc nhà tôi đã là ghê lắm rồi, ai ngờ còn có một người ghê rợn hơn như vậy nữa hả? Thành. Dạ. Nói nghe nè, ngày mai á đi chơi á, nghe nói là đãi ở nhà hàng Nón Lá đúng không? Dạ. Nghe nói cửa nhà hàng đó đó đồ ăn ngon vậy lắm, mà cảnh đẹp lãng mạn vậy lắm. Nhớ rồi chưa? Ngày mai canh ba mẹ chụp những tấm hình thiệt đẹp, thiệt lãng mạn. Nghe chưa? À, quan trọng của ba mẹ mà. Ừ. Ba mẹ muốn sao cũng được. Ừ. Nhưng mà ngày mai mấy giờ đi vậy con? Khoảng 9-10 giờ đi mà. Chết rồi. Sao vậy mẹ? Tại vì á, mẹ hẹn người ta trưa, người ta nói ngày mai người ta mới đem đồ cho mẹ. 11 giờ đi được không? Để 11 giờ đi. Dạ, ừ, để mẹ hẹn lại. Mẹ không biết người ta. Alo, chị Sáu hả? Ừ, nói nghe nè. Bà hẹn bà giao đồ cho tôi là trưa trưa phải không? Bây giờ 11 giờ tôi đi rồi. Bây giờ giao trước 10 giờ đi. Ê nè, ngày mai tôi đi chơi rồi, giao trước một bộ cũng được. Tôi không cần biết bao nhiêu thợ không biết, phải mang một bộ đồ đẹp cho tôi đi chơi nghe chưa? Trước 10 giờ nghe không? Ừ. Có gì nổ đâu. Tại thằng con trai tôi á, vui quá nó không kềm chế được á. Ừ, vậy ha. Nhớ nghe trước 11 giờ nghe chứ. Ừ. Quý này lúc nào cũng làm ô nhiễm môi trường hết trơn á. Trời, mẹ sẽ nhường không khí ô nhiễm cho con mẹ đi. Vui quá, mai con đồ đẹp đi chơi rồi. Sao? Hả kìa cô? Giờ bạn sao? Hả? Chơi thì chơi. Nè, Mẫn. Mẫn, nè, em không được đánh bạn như vậy. Mẫn, em không được đánh bạn. Mẫn, nè, em. Không tới, không tới kìa. Chạy. Đứng đây. Đứng đây. Cô sao? Cô tham gia ba trò này nữa hả? Mấy đứa này thiệt tình á. Cô sao? Em có sao không? Cô té đè lên làm kính em bị nứt rồi nè. Nếu cảm thấy chịu không được thì xin chuyển lớp đi. Thầy Phúc, thật ra cô không đến nỗi là chịu không được. À, các em học sinh rất là ngoan, rất là dễ thương. Chỉ trừ mỗi em Mẫn thôi à thầy. Còn tính nó thô lỗ cọc cằn, nhưng nó không phải là người xấu đâu. Em biết rồi, cho nên em cũng đang cố gắng. Nhưng mà còn chuyện... Thầy, thấy em có đáng thương không thầy? Cô thấy thương hại cô thì đúng hơn. Bởi vậy cho nên cái chuyện nhà đó thầy làm ơn, thầy làm lễ lễ giùm em được không? Nếu mà chuyện đó xong xuôi thì... cô có điện thoại kìa, cô nghe đi. Vậy nha. Dạ.